Bonjour, xin chào cả nhà, khỏe không? Lu đang đi ăn trưa ở quận 13 cùng với bạn Lu nè. Đây là khúc Lu bắt tàu T9 để đi tới nhà hàng của bạn Lu, nhưng mà hớn ha hớn hác đi lộn tàu T3A này mọi người. Lên cái tàu sai mà còn không biết nữa. Đi tít xuống dưới cái gì á. Xong rồi lại phải bắt ngược lại Porte de Choisy, sau đó lại bắt T9 để đi tới Thanh Bình Dơn, là cái nhà hàng của bạn Lu, là guộc Việt guộc mê á, gần Thanh Bình Dơn luôn mà Lu lại ngơ ngơ quên, nên là Lu đi vòng vòng cả buổi, trời ơi nó gần xịt luôn. Từ Porte de Choisy vào cái nhà hàng có mấy phút đi bộ thôi mà Lu đi lộn T3A nên thành ra nó xà quần một lúc. Sau một hồi đi lộn tàu, tàu T9 trạm đầu tiên, Lu lại nhảy lên T3A, trời ơi đi nhầm tàu. Đấy, đi nhầm con tàu khác, tàu này này mới đúng này. Trời ơi má ơi, tới nơi rồi. À chưa, chưa tới. Còn tẹo nữa mới tới. Đấy. Ngơ ngơ ngáo ngáo. Lu vào quán của Nga bạn Lu ăn trưa. Là từ Porte de Choisy, mọi người lấy tàu T9, một trạm thôi là tới rồi. Xuống cái đi ngược lại, bên cạnh Thanh Bình Dôn luôn. Đấy, quán chữ xanh xanh đó. Ô bạc đông. Đấy, Việt guộc mê, Việt guộc mê nha các tình yêu nha. Đây, phở. Mày vô đây ăn đói quá rồi. Tính không ăn trưa mà cũng thấy đói quá rồi. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Mày vô đây nha. Biết mẹ Lu từ xa xôi vùng quê lên thành phố. Mẹ Nga làm cho một quá trời mít luôn. Cái này làm chè 3 màu 7 màu ha. Bái cháy luôn. Ngon quá. Thôi qua bàn ngồi chờ tụi nó nha. Cái Lu ngồi đây sợ chật đi qua lại. Món này đây là cơm gà đen châu Phi. Tới quán Việt Nam ăn đồ châu Phi nha bà. quán đông quá trời luôn. Đấy, phở bò. Hai chị em ăn phở bò được không? Đấy, quá trời quá đất, ăn xong tô phở bò này là no tới tối. Xin thêm chanh đi nếu mà em muốn. Mắt chanh cơ. Tô bún bò Huế mẹ Nga ăn hết cả xác cả nước rồi nè. Đây, ăn đi em. Đây mít này, trời ơi mẹ Nga còn cho mít nữa này. Đi. Không không, mẹ đi với mẹ Lu bây giờ. Chị cũng bảo là hôm nay cũng không mua gì đấy. Ôi ngon quá. Thơm phân phức. Lu đang vào cái quán trà sữa mà bạn Nga là dành trả tiền rồi. Cỡ đây có tự có order này. Vô. Đây. Vô. Đấy. Đấy. Để chụp tấm hình. View này đẹp quá này. Dốc. Đây. View này là mấy con cá. Đi vô đây Paris Masséna. Hôm nay Lu quay video cà giật quá,
Cảm ơn các tình yêu đã xem tới hết video này nha. Bye bye, bisous bisous.